ngày mới sáng nay tiếp tục dòng thông tin được đăng tải trên các báo. Thông tin đầu tiên được chúng tôi cập nhật liên quan đến vụ việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có hai quốc tịch Việt Nam và Ship. Vụ việc này được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều câu hỏi đặt ra, vậy liệu đại biểu Quốc hội có được phép có hai quốc tịch hay không? Tìm hiểu vấn đề này, báo Tuổi Trẻ cho biết, theo quy định luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015, đại biểu Quốc hội phải là công dân Việt Nam. Còn theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 mới có hiệu lực, bổ sung vào một tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội là có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Như vậy, nếu chiếu theo quy định pháp luật hiện hành, thì đại biểu Quốc hội có đồng thời một quốc tịch khác là không vi phạm pháp luật. Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ liên quan đến việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có hai quốc tịch Việt Nam và Ship, nhiều luật sư cho rằng việc đại biểu Quốc hội có hai quốc tịch là không được, cần phải điều chỉnh. Lý do đơn giản nhất, theo các luật sư là nếu xét theo tiêu chuẩn thì đại biểu Quốc hội đại diện cho ý chí, quyền lợi của nhân dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc. Nếu đại biểu Quốc hội cũng đồng thời là công dân quốc gia khác thì e rằng không đáp ứng được tiêu chuẩn trung thành, chỉ đấu tranh cho quyền lợi của người dân Việt Nam. Lo vỡ tiến độ sân bay Long Thành, một tiêu đề bài viết nổi bật đăng trên báo Thanh Niên. Thưa quý vị, sở dĩ lo vỡ tiến độ, theo phân tích của phóng viên báo Thanh Niên, là do khâu giải phóng mặt bằng bị chậm. Phóng viên báo Thanh Niên cho biết, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai có tổng vốn là 18.500 tỷ đồng và hoàn thành trước năm 2021. Tuy nhiên đến thời điểm này, dự án mới giải ngân được 13%. Điều này kéo theo tiến độ triển khai dự án không đạt kế hoạch đề ra. Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, dịch COVID-19 đã làm xoay chuyển thói quen tiêu dùng truyền thống từ mua hàng trực tiếp sang mua hàng trực tuyến. Dịch gây ra tổn thất lớn cho nền kinh tế, nhưng cũng là cơ hội để ngành thương mại điện tử phát triển mạnh hơn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay là thương mại điện tử thật giả lẫn lộn. Đây là nội dung bài phản ánh trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã chỉ ra hàng loạt các vụ vi phạm tại các sàn thương mại điện tử thời gian gần đây như vi phạm bản quyền sản phẩm, hàng kém chất lượng, giá cả đắt hơn thực tế. Song song đó, mặc dù khoảng 70% người mua hàng trực tuyến sử dụng hình thức thanh toán dịch vụ thu hộ người bán, nhưng tỷ lệ người mua hàng trả sản phẩm đã đặt hàng trực tuyến còn cao. Dẫn lời khuyến cáo của ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, báo Sài Gòn Giải Phóng nhấn mạnh, người kinh doanh phải thay đổi tư duy, cách tiếp cận khách hàng. Nếu còn kiểu làm ăn chụp giật, chắc chắn sẽ không tồn tại được trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Thông tin Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo giống như thật đang được dư luận quan tâm và nhiều trang báo đăng tải. Báo Vietnamnet đưa tin, qua nửa năm điều tra, theo dõi, tối 25 tháng 8, các lực lượng phối hợp tổ chức đột kích khám xét 7 địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, bắt tổng cộng 20 người liên quan đến đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo và các loại giấy tờ khác. Các giấy tờ giả thành phẩm được cho là giống như thật, mắt thường nhìn rất khó phát hiện. Chúng liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện. Được biết, đường dây chủ yếu bán giấy tờ giả thông qua mạng xã hội. Chúng hoạt động trong nhiều tháng nay và lượng khách hàng ở nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra.